Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh QS News Khí tài quân sự. Nhóm cướp biển Somali, hổ báo bắt nạt nhầm cựu chiến binh Việt Nam và cái kết khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Nhắc đến Việt Nam, không thể không nhắc đến lịch sử hào hùng của quân đội ta, lực lượng đã viết nên những chiến công lẫy lừng trong các cuộc kháng chiến, khiến bất kỳ quân đội hùng mạnh nào trên thế giới cũng phải khiếp sợ. Những chiến binh Việt Nam, qua bao năm tháng, đã khẳng định sự quả cảm và thiện chiến, khiến cả các chuyên gia quân sự hàng đầu của phương Tây phải ngả mũ thán phục. Tại đất nước của chúng ta, những người lính đã từng phục vụ trong quân đội được gọi một cách đầy thân thương là bộ đội Cụ Hồ. Dù đã trải qua thời kỳ chiến tranh, tinh thần chiến đấu và sự cứng cỏi của họ vẫn khiến nhiều người phải nể phục. Và câu chuyện mà chúng ta sắp chia sẻ chính là minh chứng cho phẩm chất tuyệt vời ấy. Vậy thực hư chuyện 6 tên cướp biển châu Phi đối đầu với cựu binh Việt Nam như thế nào? Họ đã gặp phải điều gì mà khiến cả thế giới phải kinh ngạc? Mời các bạn cùng đi tìm câu trả lời ngay trong video ngày hôm nay của kênh QS News Khí tài quân sự. Trước khi vào nội dung chính, mong các bạn dành vài giây đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo nhé. Hôm nay, chúng tôi sẽ kể lại một câu chuyện có thật về lòng quả cảm và sự mưu trí của các cựu binh Việt Nam đã từng làm chấn động dư luận quốc tế khi giải cứu một con tàu Đài Loan khỏi nhóm cướp biển Somalia khét tiếng. Câu chuyện này chắc chắn sẽ khiến bạn cảm phục và thêm tự hào về người lính Việt Nam. Câu chuyện bắt đầu khi tàu đánh cá Chin Yuen của Đài Loan với trọng tải 260 tấn khởi hành vào cuối tháng 7 năm 2011. Trên tàu có 28 thuyền viên thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, trong đó có 9 người Trung Quốc, 8 người Philippines, 6 người Indonesia và 5 người Việt Nam. Những thuyền viên Việt Nam trên tàu gồm Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Thủy, Nguyễn Văn Tịnh cùng quê ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và Dương Văn Mãi, Nguyễn Giang San cùng ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Cả 5 người đều là cựu bộ đội đã xuất ngũ, sau đó được tuyển làm thủy thủ trên con tàu này. Ngày 21 tháng 7 năm 2011, Chin Yuen chính thức rời cảng, ra khơi với thủy thủ đoàn 28 người. Sau hơn 3 tháng lênh đênh trên biển, vào khoảng 22 giờ ngày 4 tháng 11, khi con tàu đang thả câu gần một hòn đảo nhỏ, cách thủ đô Mogadishu của Somalia hơn 1.000 hải lý về phía đông nam, bất ngờ có tiếng súng vang lên giữa màn đêm. Đạn bắn dồn dập, vang lên chát chúa khi bắn vào thân tàu. Một nhóm cướp biển Somalia mang vũ khí đã tập kích trong bóng tối. Anh Nguyễn Văn Tiến, một trong các thuyền viên Việt Nam, kể lại khoảnh khắc đầy căng thẳng. Lúc đó, tôi đang ở khoang máy thì thấy những người ở trên boong tàu hoảng loạn chạy xuống. Tiếng súng liên tiếp vang lên bên ngoài. Khi hỏi một thuyền viên người Trung Quốc, anh ta chỉ kịp nói rằng hình như cướp biển đang tấn công tàu. Thuyền trưởng người Trung Quốc vội ra lệnh bỏ lưới câu và nhổ neo để tháo chạy, nhưng tất cả đã quá muộn. Chỉ vài phút sau, nhóm cướp biển xuất hiện. Chúng đi trên một chiếc cano, mang theo vũ khí hiện đại. 6 tên cướp người Somalia, da đen sạm, bình trần, tay 55 súng AK-47 và nhiều quả lựu đạn đeo lủng lẳng bên hông, xông lên tàu với vẻ mặt hầm hầm sát khí. Chúng nhanh chóng khống chế thủy thủ đoàn, hét lên những lời đe dọa bằng thứ tiếng Anh lủng củng và hung hãn. Sau khi khống chế toàn bộ con tàu, bọn cướp biển lùa tất cả thuyền viên vào phòng ở của thuyền trưởng, canh gác nghiêm ngặt và lục soát từng người. Chúng cướp hết tư trang, đồ đạc của thủy thủ đoàn, rồi ra lệnh cho tàu quay lại hướng Somali, kéo theo chiếc cano của chúng. Bất kỳ ai tỏ ý kháng cự, lập tức bị đánh bằng báng súng vào mạng sườn, như một lời cảnh báo không được phép phản kháng. Chỉ trong đêm đầu tiên bị khống chế, anh Nguyễn Văn Tiến đã chịu một vết thương nghiêm trọng. Một tên cướp biển hung hãn dùng lưỡi lê đâm rách cổ tay phải của anh. Thuyền trưởng người Trung Quốc cũng bị bọn chúng tấn công tàn bạo khi một tên dùng dao cắt gần đứt ngón tay trái của ông. Chứng kiến những hành vi man dợ này, toàn bộ thủy thủ đoàn chỉ biết cắn răng chịu đựng, không dám phản kháng vì lo sợ bị giết. Những ngày sau đó là chuỗi thời gian khổ cực. Thủy thủ đoàn bị nhốt chặt trong phòng, bị cướp biển chỉ cho ăn mỗi ngày một bữa ít ỏi. Sau 3 ngày lênh đênh trên biển, khi con tàu tiến dần vào hải phận Somalia, nhiều người đã lả đi vì đói khát và sợ hãi. Lúc này, anh Tiến hiểu rằng nếu không hành động, chắc chắn tất cả sẽ không có cơ hội sống sót. Vì vậy, anh đã bàn bạc với 3 anh em thuyền viên người Việt để lên kế hoạch tự cứu mình. May mắn thay, dưới sàn căn phòng nơi họ bị nhốt có một hầm chứa thực phẩm khô, và bên trong đó có 6 con dao còn mới mà bọn cướp chưa phát hiện. Trong đêm, lợi dụng lúc nhóm cướp biển lơ là, họ lén lấy được 6 con dao và giấu kín ở đầu giường, chờ đợi thời cơ thích hợp. Sáng sớm ngày 6 tháng 11, cơ hội đã đến. Khi một tên cướp biển bỏ vị trí gác để đi vệ sinh,
anh Tiến ra hiệu cho các anh em. Cả nhóm nhanh chóng lấy dao, bất ngờ tấn công hai tên cướp đang ôm súng đứng canh gác. Thủy thủ đoàn người Trung Quốc, Indonesia và Philippines cũng phối hợp, đồng loạt lao vào khống chế hai tên cướp khác đang ngủ và tên cướp đang đi vệ sinh. Tiếng la hét, tiếng xô sắt vang lên khắp boong tàu. Nghe tiếng kêu cứu của đồng bọn, bốn tên cướp còn lại lập tức nổ súng bắn xối xả vào thủy thủ đoàn. Anh Tiến kể lại khoảnh khắc hiểm nguy ấy. Lúc đó, tôi nghĩ rằng mình không thể sống sót nổi, nhưng tôi kịp nhận ra bọn cướp biển chỉ bắn hai viên rồi phải ngừng lại để nạp đạn. Tận dụng thời điểm này, cả nhóm lao lên, dùng hết sức đánh trả và giật lấy vũ khí từ tay những tên cướp. Một cuộc chiến sống còn giữa những người thủy thủ can đảm và nhóm cướp biển khét tiếng đã diễn ra ngay trên con tàu giữa đại dương. Do bị phản công bất ngờ, nhóm cướp biển không kịp trở tay. Chỉ trong vài phút, chúng đã bị các thuyền viên khống chế và tước hết vũ khí. Thấy tình thế bất lợi, bốn tên cướp còn lại vội vàng nhảy xuống biển và được một cano của đồng bọn kịp thời đến giải cứu. May mắn thay, toàn bộ 28 thủy thủ trên tàu Chin Y Wen đều an toàn, không ai thiệt mạng, mặc dù một số người bị thương nhẹ. Riêng anh Nguyễn Văn Tiến bị một viên đạn bắn trúng phần mềm ở cánh tay trái. Sau phút giây mừng rỡ vì đã đánh đuổi được bọn cướp, các thuyền viên nhanh chóng trở lại vị trí được phân công. Họ lập tức điều khiển tàu thoát khỏi vùng biển Somalia nguy hiểm, đồng thời phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp SOS. Và đúng như dự đoán, chỉ khoảng 20 phút sau, thuyền trưởng thông báo qua màn hình radar rằng một tàu cướp biển đang giáo giết bám đuổi. Ông ra lệnh tăng tốc tối đa và tiếp tục phát tín hiệu cấp cứu. Trong giây phút căng thẳng ấy, hai chiếc máy bay xuất hiện trên bầu trời. Một trong số đó thuộc đội đặc nhiệm chống cướp biển của anh. Máy bay liên tục bay tuần tra, vừa chỉ đường cho tàu cá, vừa đe dọa và ngăn cản âm mưu tấn công trở lại của bọn hải tặc. Chỉ khi tàu Chin Y Wen chạy đến vùng biển quốc tế, thủy thủ đoàn mới chính thức thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó, tàu đã đón lực lượng đặc nhiệm lên boong để hỗ trợ. Họ chăm sóc, băng bó vết thương cho những người bị thương và rút tàu định vị để trở về an toàn. Ngày 27 tháng 11, sau hơn 20 ngày bị bắt giữ và trải qua hành trình tự giải cứu đầy cam go, tàu cá Chin Y Wen cập cảng Singapore. Tại đây, các thủy thủ được ông chủ người Đài Loan chào đón, chúc mừng và trọng thưởng. Họ cũng được cấp vé máy bay cùng một số tư trang để trở về quê hương. Hành động quả cảm của những cựu binh Việt Nam không chỉ được truyền thông Đài Loan ca ngợi, mà còn nhận được sự tán dương nồng nhiệt từ cộng đồng quốc tế. Theo thống kê của ERA International, cơ quan giám sát hoạt động hàng hải trong khu vực, đã có ít nhất 47 tàu nước ngoài và khoảng 500 thủy thủ từng bị cướp biển Somalia bắt giữ trong những năm qua. Nhóm cướp biển này được xem là cực kỳ nguy hiểm, sẵn sàng nổ súng hoặc phóng lựu đạn vào các tàu để đạt được mục đích. Điều đáng ngại là chúng không chỉ manh động mà còn sở hữu kỹ năng đi biển rất thành thạo, được đào tạo chuyên nghiệp. Các cuộc tấn công và đòi tiền chuộc của cướp biển Somalia được tổ chức bài bản, có kế hoạch và rất khó để thoát thân. Dù có tiếng là ít khi giết con tin, nhưng bọn cướp biển này không hề nhân từ. Chúng thường hành hạ con tin, có thể là bỏ đói trong nhiều ngày hoặc thậm chí tra tấn dã man. Những hình thức tra tấn khủng khiếp bao gồm nhốt trong phòng lạnh, dùng thuốc lá đốt bỏng hay tàn nhẫn hơn là dùng kìm rút bóng tay. Vì vậy, trốn thoát khỏi cướp biển Somalia là một việc khó khăn vô cùng, được ví như khó hơn lên trời. Chính vì thế, việc các thuyền viên của tàu Chin Y Wen, đặc biệt là nhóm thủy thủ Việt Nam, tự mình giải thoát khỏi tay cướp biển thật sự là một điều đáng kinh ngạc. Với sự nhanh trí và can đảm, những cựu binh Việt Nam đã lập kế hoạch phản công, lật ngược tình thế và cứu toàn bộ thủy thủ đoàn một cách ngoạn mục. Điều này cho thấy, dù chiến tranh đã qua đi, nhưng những người lính Cụ Hồ vẫn giữ vững phẩm chất anh dũng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đồng đội, gia đình và tổ quốc, bất kể trong hoàn cảnh khó khăn nào.